Ngày 28 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một nam thanh niên trên xe ô tô khách tàn trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11 năm 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện trên xe ô tô khách đang lưu thông trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên có đối tượng nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có Ngô Trường Giang, sinh năm 1992, trú xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tổ công tác tiếp tục yêu cầu kiểm tra thì phát hiện trong túi da và trên người của Giang có 8 bọc ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, nghi vấn là ma túy, một cây dao, hai điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ tang vật có liên quan. Sau đó, Giang cùng với tang vật được bàn giao công an phường Mỹ Long để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.